Vâng, và em chính mình định chào tất cả các bác thì video này em sẽ làm đơn giản thôi, cũng như để các bác cùng mình phân biệt 4312 MK2 Control Monitor và 4312B MK2 Control Monitor nó khác nhau điểm nào, và để các bác đi mua hàng mình có thể xem video này, mình có thể mua một cái là chính xác hơn. Thì đối với cặp B MK2 thì nó dễ dàng rồi, còn đối với cặp 4312 MK2 Control Monitor thì nó khá là hot nên là sẽ có cái gì đó nó không chuẩn chỉ cho lắm. Thì đây là những cặp 4312 MK2, các bác mà đã mua hàng bên em thì các bác sẽ thấy được và cái chất lượng và nói chung là nó chuẩn chỉ nó như thế nào. Thì đây là cặp 4312 MK2. Đối với cặp những cặp mà 4312A này hay là 4312B MK2 thì nó sẽ sử dụng thép titan. Thì sau chút nữa em sẽ so sánh để các bác cùng xem thép titan và thép đom nó sẽ khác nhau ở điểm nào và hình thức nhận dạng nó như thế nào để các bác đi mua những cái cặp này nó chính xác này. Đối với cặp này ở nhiều chỗ nó bán 24,5 25 đều có nha các bác, nhưng mà nó lại sẽ khác biệt nếu các bác mua rồi hãy xem video này và nhìn lại cặp loa của mình nó có giống như cặp loa mà em đã giới thiệu các bác không. 4312 MK2 nó sẽ sử dụng trap dom và dãy mic và dãy bass thì nó sử dụng chung từ những cái model từ 4312 4412 Control Monitor 412A 412B BMK2 đều nó sử dụng cấu hình mic và bass giống nhau. Nhưng mà lên 4312 MK2 thùng gỗ mạch xanh nó sẽ sử dụng là trap dom nha các bác. Trap dom là các bác sẽ thấy phía trước nó sẽ như thế này. Cái màng chép nó láng mịn hết nha, nó láng mịn hết và nó rất tinh tế đặc trưng của dòng chép đo, nó sẽ không có gì gọi là khứa khứa hết trơn. Còn chép titan các bác sẽ thấy nó sự khác nhau này. Đây là chép titan được sử dụng trên những cặp loa 4312 M B MK2 hay là B hay là A vân vân. Cái chép ở trên nó sẽ có dập nổi lên những khứa 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 như là khứa của trái khế các bác. Đấy. Đây. Các bác có nhìn kỹ không? Thấy không? Trái khế này. Đấy, có loại là chép titan các bác. Nó có khứa khứa trên cái màng loa chép. Còn chép dom trên đặc trưng của dòng 4312 MB2MK2 Control Monitor màu xanh, nó sẽ sử dụng là chép dom. Đấy, nhìn vào cái chép dom nó láng, nó nâu ra nó láng ỉnh luôn nha. Đấy. Nó chỉ khác nhau ở điểm đó thôi. Đấy, thì các bác đi mua 412 MK2 Control Monitor màu xanh là nó phải như thế này. Phía sau nó là sẽ là trạm đồng nha các bác. Đấy, con MK2 á màu xanh nó là trạm đồng nha, trạm đồng chấp đom. Còn con B á thì nó sử dụng là trạm nhựa, bắp chuối nhựa nha. Là 412A đều cũng sử dụng trạm nhựa nha. Vậy đó, đơn giản vậy thôi. Con 4312 MK2 Custom Monitor màu xanh sử dụng trap dom và trạm loa đồng, và 4312B MK2 sử dụng trap titan như những dòng 412A và trạm là trạm nhựa bắp chuối nha. Rồi thì giá cái cặp 4312B MK2 á, nó là giá 25 triệu thì nghi là rất giống nhau nha, cơ bản là hình thức thôi. Thì con 412 MK2 Custom Meter nó thùng gỗ lạng, nó mạch xanh, nó đẹp hơn một tí và giá ở thị trường nó sẽ cao hơn cặp này, nhưng mà nghe thì khá là giống nhau. Còn chất titan thì nghi sẽ khác với chất dom nha các bác, mỗi cái nó có ưu điểm và nhược điểm khác nhau, nên là mình ở phân khúc tầm tiền thì các bác sử dụng cặp loa nào thì cứ alo cho em Chiến. Cặp 412 MK2 Custom Meter mạch xanh là 27 triệu 5, còn cặp 412B MK2 nó sẽ là 25, đã bao gồm phí ship hết rồi nha các bác. Số điện thoại của em thì được lên ở trên tấm biển này, hai số điện thoại chính của em nha, 0978 338 14 hay là 0965 77027, em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác.